Đúng là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo đấy với ba mẹ bạn đó. Tức là muốn muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được, hoặc là tụi em ở bên kia cũng được. Dạ. Nhưng mà con một mà đúng không? Dạ, dạ con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm là phải bắt rễ. Dạ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người dạ, đeo đuổi chết đúng không? Em chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba em nói Dung hơi đăng ký chương trình thì ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Ba em đúng đó. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân ba em đâu? Dạ, cha em dưới. Có đi luôn hả? Dạ có. Rồi, xin chào nhà gái. Dạ. Chào anh Dương Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ vâng ạ, chào. Thì tôi cha của Phương Dung nhận xét cháu trai này thấy cũng đẹp trai, cũng hiền. Thì để mở rào đi, hai đứa tìm hiểu nhau là có cơ hội tiến tới. Dạ. Nhưng mà thấy con rể tương lai này hợp lý không? Dạ, thấy được. Có khi nào có ý định là bắt rể không? Không, thì cái chuyện tôi nói là làm ở riêng chừng nào cũng được, chứ không cần mà hấp rễ gì. Muốn ở đâu ở ha? Dạ, rồi thấy không? Thế giờ giờ tương lai mời nhà trai luôn. Rồi, chào anh trai. Ngồi xin đi mời em. Nhà gái. Cái đây nè bé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Mời em trai. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hải. Năm nay em sinh năm 1988 nhưng mà tuổi giấy, còn tuổi thật là 89. Dạ. Là ba mấy tuổi đúng không? Dạ, 32. 32. Dạ. Em làm công việc gì? Em làm một nhân viên kinh doanh ở Bình Dương. Ở quê đâu? Quê em ở Cà Mau. Quê Cà Mau làm việc Bình Dương. Còn em? Nhà gái. Em giới thiệu về mình dạ, đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào bạn tham gia chương trình và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Dung, năm nay em 32 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên chứng từ cho công ty vận tải ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì theo như bạn bè nhận xét thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn với lại biết cắm hoa. Hiện tại thì em cũng đang theo học một lớp cắm hoa chuyên nghiệp ạ. Còn dạ, cái em có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì theo bạn bè nói thì em nói nhiều với lại rất là thẳng tính. Thẳng tính tốt mà, đâu có yếu đâu. Dạ. Rồi bên kia nào? Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn, biết chơi ít thể thao. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hơi cọc tính và cầu toàn trong công việc. Cọc tính hả? Cọc dữ không? Cọc lắm hay làm gì? Thường thì nói chung cũng không lắm. Nếu như mà em thấy khó chịu thì em bỏ ra ngoài thôi. Ôi, vậy ngoài sao? Rồi, xin nhờ mời nhà gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào? Dạ, em trải qua được 2 mối tình ạ. Mối tình lâu bền nhất là mấy năm? Dạ, 3 năm ạ. Chia tay cách đây cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi? Dạ. Ồ, lý do chia tay? Dạ, do em với bạn đó không có đồng quan điểm trong cuộc sống á, với lại do bạn đó với em là quen xa. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ở Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh là gần mà đúng không? Em là ở... Dạ, em hiện tại đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn kia hình như là bạn kia bên Bình Dương phải không Linh? Dạ, em ở Thủ Dầu Một chứ không Vân. Bình Dương đúng rồi. Ừ, là cũng đâu có xa đâu đúng không Linh? Quan trọng là niềm tin lẫn nhau thôi. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình thôi chị. Chỉ trong vòng khoảng 4 tháng. Mà lâu mau rồi, cái đó là hồi nào? Cách đây 7 năm, hơn 7 năm rồi chị. Rồi trong 7 năm vừa qua là không có thêm một mối tình nào khác nữa? Nói chung là thật ra cũng buồn, nhưng mà em vào là công việc rồi thì em gác lại cái chuyện yêu. Coi như là theo chị hiểu không biết có đúng hay nha. Khi mà em chia tay cái mối tình đó tương đối là buồn đúng không? Và em nghĩ rằng thôi bây giờ cái thời gian này á, là mình nên dành hết cho sự nghiệp. Yeah. Khi sự nghiệp ổn định rồi thì mình tham gia bạn muốn hẹn hò, và đến bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể thành lập gia đình rồi đúng không? Nói chung cũng được, tạm được thôi, chứ cũng gọi là chưa hoàn hảo lắm. Giờ có nhà chưa? Dạ, chưa, em vẫn ở trọ. Vẫn ở trọ, đâu có sao đâu, chuyện ở trọ. Hai vợ chồng
Hùng lại mua căn nhà đó mới bền. Thật chất em nói với chị Hồng Quân á, cái vấn đề mà mình còn trẻ, mình làm kinh tế á, thí dụ như mình có 500 triệu có thể mình ở trọ, nhưng mà mình có thể lấy 500 triệu đó mình đi làm một cái việc khác. Đúng nó rồi. Có thể tốt hơn. Còn thí dụ như mình có gia đình, có con rồi á. Đúng. Thí dụ như sau này về mình mua thì nó cũng đúng. Vẫn ok. Anh Linh y chang vậy đó. Em có biết không, đến một ngày nào đó ông mua một hơi 10 căn nhà. Dạ. Yeah. Hồi đó đi ở trọ không. Xong rồi á, gom mua một hơi 10 căn nhà, thấy mà ghê luôn. Đâu ra mà tuyệt tình. Để chị hỏi bạn gái. Yeah. Em nghe tâm sự em thấy như sao? Nếu mà hai đứa cùng chung tay hiệp lực mua một căn nhà thì nó sẽ bền hơn, hay là em muốn bạn trai của em phải có nhà trước cho dạ. em ở? Dạ không, em thì theo quan niệm là hai đứa cùng làm thì cùng mua thì nó sẽ bền hơn. Chính xác, bạn dạ. nói là như vậy nè. Ví dụ giờ bạn có 500 triệu, bạn vẫn ở thuê, đến khi bạn lấy 500 triệu đó bạn xin lời ra 1 tỷ. Quan điểm đó phù hợp dạ, với em dạ, không? Dạ, phù hợp với em. Ok, em hình dung bạn trai bên đây thì sao? Em chắc cũng người, chắc cũng chung người. À, chung chung người dạ, đúng không? Chung chung người thôi. Dạ. Em mong muốn cái bạn trai của em là có những yếu tố gì? À, thì cái đó là cái yếu tố do mình mong muốn đặt ra thôi. Thì cũng cao khoảng 1m68, 1m7. Tại em cũng thích cao cao như vậy. Cao, cao. Da nước da làm sao? Thì ngăm ngăm, không trắng quá. Ngăm ngăm không thích trắng đúng dạ. không? Trắng người ta nói nó công tử quá. Ngăm mà sao trắng được? Dạ, gia đình nhà gái tôi đến đây là hết, xin mời gia đình nhà trai. Dạ. Bây giờ bà kiểm tra quá trời, bà mối kỹ ghê luôn đó. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thật ra thì em không có cái mẫu hình lý có tưởng. Có mẫu nào không? Có nhưng luôn. Mà em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được. Không có vấn đề gì cả. Nói chung là quan trọng là em cảm nhận được thôi. Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Khi mà em có một cái vấn đề gì đó, đừng có nên mà đấu khẩu với nhau. Cái người đàn ông là cái người thật, ai cũng nóng tính, nhưng mà thực chất ra một người nhịn á thì nó sẽ hay hơn. Trời ơi, dễ thương quá. Chào em gái. Dạ, chào. Tụi đàn trai nhìn thấy đàn gái là thấy dễ chịu rồi đó. Chứ sao? Ừ. Em không thích điều gì đàn ông. Quý chứ bộ buồn. Dạ, em không thích bạn trai quá gia trưởng. Với lại tính toán, với lại là hút thuốc. Tại vì thật sự hút thuốc không có tốt với sức khỏe. Bên bệnh coi có toán không? Tính thì tính toán cách làm ăn thôi. Còn cái vấn đề mà tiền bạc em thoải mái. Thoải mái. Vợ lấy nhiều đường nhiều đúng không? Nói chung em lương về em đưa hết, nhưng mà thật chất em đi công việc là có tiền trong túi là ok, không vấn đề cả. Đưa có gia trưởng không? Không? Đưa đủ thôi chứ đưa ít này ra mượn ta không cho sao anh? Ông mối hỏi coi có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Nói chung là chắc em không có. Không có. Thật ra cái tính rồi, được rồi. Còn yeah. gì nữa em gái? Nói chung là em cũng mong muốn, tại vì thật ra em cũng chia sẻ thật chương trình, em là con một á nên cũng muốn là sau này nếu mà có thể tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo đầy với ba mẹ bạn đó. Tức là muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được, hoặc là tụi em ở bên kia cũng được. Dạ. Mà hiếu thảo con một mà đúng không? Dạ, dạ con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm là phải bắt rễ. Dạ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người dạ. đeo đuổi chết em đúng không? Em chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba em nói Dung hay đăng ký chương trình đi, ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Ba em đúng đó. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân ba em đâu? Dạ, cha em dưới. Có đi luôn hả? Dạ có. Rồi, dạ. Xin chào nhà gái. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ vâng ạ, chào. Thì tôi cha của Phương Dung nhận xét cháu trai này thấy cũng đẹp trai, cũng hiền. Thì để mở rào đi, hai đứa tìm hiểu nhau là có cơ hội tiến tới. Dạ. Nhưng mà thấy con rể tương lai này hợp lý không? Dạ, thấy được. Có khi nào có ý định là bắt rể không? Không, thì cái chuyện tôi nói là làm ở riêng chừng nào cũng được, chứ không cần mà hấp rễ gì. Muốn ở đâu ở ha. Dạ, rồi thấy không? Thế giờ tương lai. Dạ con cảm ơn. Em đi với ai? Thật ra là mẹ em lên đây, nhưng mà mẹ em lên cỡ tuần rồi, nhưng mà có việc đột xuất á, mẹ em về. Thôi bây giờ em gọi về cho chị hai đi, cho chị hai cũng như là có người thân ủng hộ em đi. Chị hai là ai? Chị ruột ở dưới quê á. Mẹ có mặt bên cạnh chị hai không? Dạ không, chỉ có chị hai có chồng thì ở cũng hơi. Rồi đâu chị hai đâu, gọi cho anh coi. Dạ. Trời, điện thoại đẹp quá ha. Chắc chị hai đi đâu rồi? Alo. Bữa nay em lên chương trình bạn muốn hẹn hò, thì anh Linh muốn gặp chế.
Chế Hai khỏe không? Khỏe. Khỏe. Chế Hai biết ai không? Biết anh Quyền Linh. Hả? À? Quyền Linh dễ thương không? Dễ thương, coi hoài à, tập nào ra cũng có coi. À, tập nào cũng coi chứ hả? Dạ. Có Hồng Vân kìa. Đó, coi móc cháu tương lai coi được không? Được không Chế? Thấy ngoài cũng xinh đó, nhìn thấy sơ cũng xinh đó. À, ngoài cũng xinh hả? Cho bạn nữ chào Chế cái đi nè. Chào Chế cái coi. Chào dạ, chị đi. Chào ạ. Dạ. Rồi Chế khỏe nha. Bye bye Chế nha. Chào kia. Rồi như vậy là mình cũng có ý kiến gia đình. Thế nào Chế cũng nói lời mẹ mày ha. Dạ. Thôi giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi, mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Chào. Chào em. Nhân dịp đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ. Nhưng mà thực chất 32 năm anh tặng bó hoa cho người con gái đầu tiên mà em, nhưng mà nó cũng không hoàn chỉnh lắm đâu. Dạ. Nếu như sau này có duyên thì anh sẽ hoàn chỉnh nó hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Thì đến với chương trình hôm nay em cũng có món quà để tặng anh. Thì em tặng cho anh cái chiếc cà vạt. Đây cũng là lần đầu tiên em mua chiếc cà vạt tặng cho một bạn nam. Em thì cũng không biết thế cờ bạc. Nếu mà thật sự sau chương trình này á, tụi mình có duyên có nợ với nhau á, thì em hy vọng anh là người chỉ cho em thắt cờ bạc. Rồi em thắt cờ bạc cho anh. Anh cảm ơn em. Hồi nãy nghe em tên Dung đúng không ta? Dạ em tên Dung. Cũng là tên trùng tên với mẹ anh á. Thì không biết là gia đình mình thì anh là con thứ mấy trong nhà? Anh là Út. Út. Dạ, lại sống với mẹ. Hiện tại thì anh sống ở đây sống mình. Thật chất là mẹ sống với quê. Dụ dạ. Lên hoài mà không lên. Anh cho hỏi ví dụ như nếu như mà sau chương trình này á, mà tụi mình có duyên với nhau á, thì cái thời gian giống như anh nói là anh làm công việc kinh doanh á, thì không biết là kinh doanh của mình là kinh doanh về lĩnh vực gì ạ? Hiện tại thì anh làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Chứ anh không có chưa có kinh doanh riêng. Anh thấy em sao? Nói chung thì cũng như tất cả mọi người ở đây nói là em thì dạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Cảm nhận thật lòng mình. Cảm nhận thật lòng thì theo như tự giờ mọi người nói thì em thấy anh theo cái tiêu chí mà em đưa ra thì em thấy hình như vượt hơn tiêu chí. Anh thì ở Bình Dương. Thì nếu như mà thiếu như mình sau chương trình mình có hẹn hò với nhau thì anh sắp xếp thế nào? Nói chung thì tùy hai anh với em, ví dụ như thương lượng cái giờ thôi thì anh dạ. Sắp xếp thôi. Ví dụ dạ. Như em nói ở chiều nay đi chơi thì dạ. Ví dụ như mấy giờ đó anh có thể anh sắp xếp. Dạ, là anh xuống với em đúng không? Đúng rồi. Thì anh cho em hỏi là chia sẻ quan điểm về tình yêu của anh làm sao ạ? Nói chung anh quan trọng nhất là chung thủy. Khi mà yêu nhau á mà giấu một cái gì đó rồi, một khi đã biết rồi á là khó lắm. Yeah. Tại vì anh có gì anh cũng nói. Nhưng mà yeah. Anh không thích giấu giếm cái vấn đề gì đó. Nếu như sau này á, lỡ nó như mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó, nó không hay. Cho nên mình thẳng thắn, mình thật thà thì nó dễ hơn. Dạ, vậy là cái tính anh cũng gần giống tính em đúng không? Thẳng thắn đúng không? Đúng rồi, anh thẳng thắn lắm. Dạ. Rồi hai đứa yêu nhau vậy là tính chừng nào làm đám cưới? Em thì thí dụ như tùy theo bạn nữ em thì càng sớm càng tốt chứ. Về bây giờ về nhà một lần em cũng mệt mỏi quá. Càng sớm càng tốt là bao lâu anh? Nói chung thì cuối năm nay, hoặc là nếu như không cuối năm nay được chắc có lẽ là qua năm sau. Ý em như thế nào? Thì em cũng nghĩ là nếu mà được tìm hiểu thì khoảng 6 tháng hay 1 năm kết hôn là vừa rồi. Thật ra thì tụi mình tuổi này cũng đã kết hôn, nên kết hôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Thật ra tuổi này thì nhanh để về còn lo gia đình, còn lo cơm áo gạo tiền nữa chứ đu đưa hoài đâu được. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó để tạo cảm xúc cho nhau. Rồi để mình cùng với cảm xúc, cùng với câu chuyện nãy giờ, mình quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời em trai. Cho anh mượn nha. Dạ. Em nói chung là em không biết ca, nhưng mà thôi lên chương trình thì em cũng gán. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên game. Dạ được ạ. Tại vì em đang đau họng. Chỉ cần cái câu mà hồn lỡ xa vào đôi mắt em là đủ rồi, đủ ý nghĩa rồi nha. Đừng có buông tay ra, thử nắm đi. Tiếp tục cảm nhận những cảm xúc của nhau.
Bạn nữ sao nè? Dạ thì em cũng đáp lại anh một đoạn thôi. Em không hát không có hay nên là anh cố gắng nghe nha. Cầm tay luôn nghe. Cầm tay luôn nhau, tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu ta trao nhau mãi không bao giờ phai. Được rồi đó. Bây giờ đã đến phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép thật sự trong cuộc đời của mình hay không? Có phải là cùng mình nắm tay đi suốt quãng đường còn lại hay không? Quyết định đưa ra là phải chính xác, đúng như con tim mình suy nghĩ nha. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không vậy? Dạ có mà nó không. Cái nút này kỳ quá, cái nút này quá kỳ rồi. Hồi hộp muốn chết luôn. Tình yêu nó tới mà chút xíu nó buộc đi rồi, thấy không? Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình đã hẹn hò nhau được. Xin với cha cho hôn cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Dạ con xin phép ba cho con làm thủ tục. Dạ em xin phép nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới sắc đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúng ta hãy đưa đến nơi tình yêu bắt đầu đi các bạn. Cảm ơn anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cũng như là toàn thể quý khán giả ở đây. Chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Dạ, cảm ơn.